Dạ. Alo, alo ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng tắc bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Uka sa ma yang phành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa hằng cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dàm bi ma yang phành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dàm bi ma yang phành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mức đến sư Nguyên Thông để sư truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đo. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duti yambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bút thằng sa ra năng gách cha mi, thầm măng sa ra năng gách cha mi, sang khăng sa ra năng gách cha mi, đu ti giam bi. Bút thằng sa ra năng gách cha mi, đu ti giam bi. Thầm măng sa ra năng gách cha mi, đu ti giam bi. Sang khang sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi. Bụt thăng sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi. Thầm măng sa ra năng gạch cha mi, ta ti giam bi. Sang khang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tisaranagahanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata ve ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana ve ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicca chara ve ramani sikha badang samadhiya mi musavada ve ramani sikha badang samadhiya mi Suramera ya machapa madatana ve ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Panatipata ve ramani sikha badang samadhiyami adinnadana ve ramani sikha badang samadhiyami kame sumicca chara ve ramani sikha badang samadhiyami musavada ve ramani sikha badang samadhiyami surame rajamacchappa madatthana ve ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada nisa dukkang kato appa madena nicchakalang sammara kitat bang chư thiện tinh. Sau khi đã thọ trì tam quy và ngụ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến. Xin,
Thế Tôn có dạy rằng Silena sugatin yanti silena phogasampada silena nibbunti yanti tasma silang vi so thát ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Dạ sa thú, sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con, và cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hằng ba đa bằng sùng và uttamang bút thề vô khali tô đô sô bút thô khả ma tu tăng ma mang uttamang ghe na quan đề hằng tham mạnh chất đu vít hằng qua răng tham mê vô khali tô đô sô tham mô khả ma tu tăng ma mang uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê vô khali tô đô sô sa hô khả ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mic đến sư Nguyên Thông để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Sakkatva muddharatanang osathang uttamang varang hitang deva manusanang bhutate che naso thinana santupadava sabbe dukkha vupasamang tute. Sakkatva thammaratanang osathang uttamang varang parirahu pasamanang thammate che naso thinana santupadava sabbe phayavu pasamang tute. Sakkatva sankharatanang osathang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sankhate che naso thinana na sang tu pa da va sa be ro ga vu pa sa man tu te. Xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật. Nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp. Nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng. Nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghênh tôn trọng. Siết tha ma thu, siết tha ma thu, siết tha ma thu, y đăng phá lăng. Ê ta smin ratanata yasmin sampasade na chê ta so cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ phần thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo đã hoàn tất. Con xin trao mic đến cho MC Nguyên Như và Nguyên Trang ạ. Con kính tri ân sư Nguyên Thông, con kính tri ân sư Thanh Tâm và cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Con xin xuống mic.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, dạ nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Xin chư vị xin kính chào chư vị, hôm nay chúng ta lại đến ngày mà mình ôn bài vi diệu pháp. Dạ bắt đầu chương trình, nguyên như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post lại 8 cái tâm tham để mọi người cùng đọc một chút xíu, cỡ 15-20 phút xong rồi mình bắt đầu học nha chị. Dạ sa thú chị Nhung. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu để cho lớp chúng con đọc bài bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con thấy sư Thanh Tâm bận thì nó, con xin đọc trước. Lô formula chiết tá tám tâm tham số 1. Sumanasa sahagatang dithigata sambhujutang asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tạo vô trợ. Sumanasa sahagatang dithigata sambhujutang asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tạo hữu trợ. Số 3. Sumanasa sahagatang Dithigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. Somanasa sahagatang dithigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Sa thú mới có 4 cái à, còn số 5. Upekkha sahagatang dithigata sambajutang asankharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6. Upekkha sahagatang dithigata sambajutang sasankharikang tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7. Upekkha sahagatang dithigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Upekkha sahagatang dithigata vipajutang sasankharikang tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Sa thú giờ kính mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lạy sư Thanh Tâm, con kính lạy sư Nguyên Thông, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc 8 tâm tham. Lô phá mu la chít ta tâm tham 1. So manas sahaga tăng tít thi ga ta sam ba yut tăng asang kha ri cần tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manas sahagatang tithigata sambayuttang sasankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Somanas sahagatang tithigata vipayuttang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Somanas sahagatang tithigata vipayuttang tăng sát sanh kha ri cần tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ con kính con xin xuống mic. Dạ con kính mời. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ con xin đọc bài. Lô pháp mú lá chít tá tám tâm tham. 1. Somanas sasa hagatang dithigata sambayuttang asankharikang
tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manas sasahagatang dithikata sambayut tang sasankarikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. So manas sasahagatang dithikata vipayut tang asankarikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manas sasahagatang dithikata vipayut tang sasankarikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. 5. Upekkha sahagatang dithikata sambayut tang asankarikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatang dithikata sambayut tang sasankarikang tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Upekkha sahagatang dithikata vipayut tang asankarikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Upekkha sahagatang dithikata vipayut tang sasankarikang tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ, kính mời bàn tay của Hà. Dạ, Nguyên Trang kính mời rất là nhiều vị nè, như là Quang Indy nè, rồi Huynh Giang nè ha, rồi có huynh nào mới vào thính pháp. Dạ, Nguyên Trang kính mời đạo tràng nha, cùng tham gia. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic, kính mời Xích Hà. Dạ, con nói từ nãy giờ mà con không có, con bị rớt mic hồi nào không hay. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sằng Khà. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Lô Phá Bụt Lát Chích Tà Tám Tâm Tham Sô Má Na Sa Sa Ha Gá Tăng Đích Thí Gá Tá Sầm Bá Yút tăng a sằng ca vi căn tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasa sahagatang ditthi gata sambayut tăng sa sằng ca vi căn tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. So manasa sahagatang ditthi gata vipayut tăng a sằng ca vi căn tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manasa sahagatang ditthi gata vipayut tang sasanka vikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Upekkha sahagatang ditthi gata sambayut tăng asanka vi căn tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6. Upekkha sahagatang ditthi gata sambayut tăng sasanka vi căn tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. 7. Upekkha sahagatang ditthi gata vipayut tăng a sằng ca vi căn tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Upekkha sahagatang thi gata vipayut tăng sa sằng ca vi căn tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ, con xin nhường máy cho vị kế tiếp. Cảm ơn chị Nhung đăng bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ, con Quan Phan, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc tám tâm tham. Lô Phá Mu Lá Chích Tá. Số 1. Sô Má Ná Xá Xá Há Gá Tăng
đích thí gá tá sầm ba dút tằng á sằng khà lý cằn, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2. Sồ ma ná xá xá há gá tằng đích thí gá tá sầm ba dút tằng xá sằng khà lý cằn, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3. Sồ ma ná xá xá há gá tằng đích thí gá tá quýt bá dút tằng á sằng khà lý cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. Sồ ma ná xá xá há gá tằng đích thí gá tá quýt bá dút tằng xá sằng khà lý cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Số 5. Upet kha xá há gá tằng đích thí gá tá sầm bá dút tằng á sằng khà lý cằn, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6. Upet kha xá há gá tằng đích thí gá tá sầm bá dút tằng xá sằng khà lý cằn, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7. Upet kha xá há gá tằng đích thí gá tá quýt bá dút tằng á khăn xà lý cằn, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Ubet kha xá há gá tằng đích thí gá tá quýt dút tằng xá sằng khà lý cằn, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ con xin nhường mít lại cho đạo tràng vị kế tiếp ạ. Dạ con Giang, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Lô pha mú lá chí tá tám tâm tham. Một. Sô ma ná sa há gá tăng đít thí gá tá sầm bá dút tăng á sằng khà rí căng, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai. Sô ma ná sa há gá tá tăng đít thí gá tá sầm bá dút tăng sa sằng khà rí căng, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Sô ma ná sa sa ha ga tăng đít thí ga tá vip ba yut tăng a sằng kha ri căng, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Sô ma ná sa sa ha ga tăng đít thí ga tá vip ba yut tăng a sằng kha ri căng, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Upekha sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekha sahagatang dithigata sambayuttang sasankharikang, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Upekha sahagatang đích thí gá tá vip ba yut tăng a sằng kha ri căn, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Ubek kha sa ha gá tăng đích thí gá tá vip ba yut tăng sa sằng kha ri căn, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ con xin hết, con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ, alo, alo ạ. À. Alo. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Lô pha mu la citta tâm tham. Một. So manasasahagatang dithigatasambayuttang asangkharikang, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasasahagatang dithigatasambayuttang sasangkharikang, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. So manasasahagatang dithigatawipayuttang asangkharikang, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4.
So manasasahagatang dithigata vipayutang sasangkharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Năm ubekha sahagatang dithigatam vipayutang asangkharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang sasangkharikang tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Bảy ubekha sahagatang dithigata vipayutang asangkharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tám ubekha sahagatang dithigata vipayutang sasangkharikang tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính chào chư tăng ni, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con mới vô. Dạ, con xin trả bài. Lô Bá Mu La Chích Tát tám tám tâm tham một. So Manasa Sahagatang Dithigata Sampayuttang Asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasa sahagatang dithigata sampayuttang sasankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3. So manasa sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. So manasa sahagatang dithigata vipayutang sasankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Xa đúng, xa đúng. Ủa sao ngắn vậy? Rồi, dạ con xin xuống mic cho người kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, sa thú cả nhà, hôm nay ai đọc cũng giỏi hết. À, giống như là sư Nguyên Thông nói, dạ, mọi người đọc rất là trôi chảy. À, dạ, Nguyên Như xin bắt đầu ôm lại cái phần của cái tâm tham. Hôm nay mình ráng đi hết cái phần cuối cùng, cái bài tâm tham này nó cũng dài ha quý vị. Như xin ôm lại một chút xíu cái chỗ hôm bữa mình đi sơ lược qua cái mấy cái nhân sanh của tâm tham. Nó gồm có bốn nhân sanh tham, rồi bốn nhân sanh thọ hỷ, bốn nhân sanh thọ xả, năm nhân sanh tà kiến, năm nhân sanh ly tà, sáu nhân sanh vô trợ, sáu nhân sanh hữu trợ. Hôm bữa mình đi cũng khá là dài, nhưng mà không có khó lắm phân quý vị, nó cũng dễ thôi. À, Nguyên Như xin ôn lại một chút xíu cái phần cái chỗ mà tâm tham á. Quý vị nếu mà có cái bảng niêu ngay trước mặt á thì mình dễ theo hơn ha cả nhà. À, trong cái tâm tham á thì mình đọc lại sơ qua là sẽ có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 3, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Số 5 là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6 là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Và số 8 là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thì khi mà Nguyên Như đọc 8 cái tâm tham này theo thứ tự như vậy đó, quý vị sẽ thấy là cái tâm tham sẽ chia ra làm 3 cái khía cạnh.
cái khía cạnh thứ nhất á, thì quý vị thấy ở trên cái bảng nêu á, nó có cái bốn cái vòng tròn màu đỏ là bốn cái tâm tham đầu tiên, rồi bốn cái vòng tròn sau là bốn cái vòng tròn màu xanh. Thì mình sẽ chia theo thọ hỷ và thọ xả. Thì chia ra một cái á, khi mà tâm tham mình có cái sự ham thích hay là hào hứng khi mà mình lấy cắp đồ, hoặc là mình có cái gì tham đắm trong đó thì nó có sự hào hứng, thì nó gọi là thọ hỷ, là bốn cái vòng tròn màu đỏ ở phía trước, bốn vòng tròn màu đỏ đầu tiên. Bốn cái vòng tròn màu xanh thứ nhì thì gọi là khi mà cái sự ham thích nó thể hiện bằng một cách hững hờ, giống như mình về mình ăn uống, hoặc là mình cầm một ly nước lạnh mình uống, mình cũng uống trong cái tham đó nhưng mà không có hào hứng, không có cái excited gì lắm, mình giống như mình tham trong cái thọ xả đó. Thì cái đó là cái cách chia ở trên cái bảng nêu màu xanh, nó theo cái thọ. Cái thứ nhì là nó có tà kiến, cái phần cái khía cạnh thứ hai về trong cái tâm tham thì nó có tà kiến đi cùng hay là không có tà kiến đi cùng. Khi mà nó có tà kiến á, thì mình gọi là hợp tà, còn khi mà nó không có tà kiến đi cùng thì mình gọi là ly tà. Nhưng mà cũng có cái trường hợp á, là cái tâm tham nó đi một mình thôi, nó không có hợp tà hay là không có ly tà, nó cũng có trường hợp đó chứ không phải là không nha quý vị. Rồi cái khía cạnh thứ ba nữa đó là trong cái tâm tham này nó có sẽ có về cái khía cạnh vô trợ hay là hữu trợ. Vô trợ có nghĩa là không có sự trợ giúp, là một cách mau lẹ nhanh chóng. Còn về cái sự hữu trợ đó thì nó sẽ có cái sự trợ giúp bằng chính mình hoặc là trợ giúp của người khác. Trợ giúp bằng chính mình có ba loại: trợ giúp bằng thân, trợ giúp bằng khẩu hay là trợ giúp bằng ý. Có nghĩa là mình có những cái tâm tham, thí dụ như mình có thể tự mình dùng cái những cái bài hát á, mình hát thầm trong miệng, rồi mình hát một hồi cái mình khởi tâm tham lên, là cái cũng có là bằng khẩu đó quý vị. Rồi cái bằng ý, hoặc là mình cứ thích một cái món gì đó của người khác quá mà mình cứ nói có lấy ông ta, có nên lấy ông ta, rồi cứ mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui vậy đó, là mình trợ giúp tự nhủ bằng cái ý của mình. Rồi tự nhủ cũng có thể là bằng thân nữa, mình có thể là lúc đó mình không có thích lấy lắm nhưng mà mình cứ giống như mình cứ kêu là thuộc tới thuộc lui vậy đó, mình nhớ nhớ mình muốn lấy, rồi cái mình hồi cái mình nhớ lên cái mình lấy luôn, cũng có cái trường hợp vậy nữa đó quý vị. Rồi cái hỗ trợ bằng cái sự trợ giúp của người khác là bạn bè nó có thể xúi mình bằng cách là nó đẩy mình lên phía trước, mày lấy đi, rồi cái nó xô mình một cái nhẹ, hoặc là có thể là nó nói nhỏ vô lỗ tai của mình, hoặc là nó dùng cái ý của nó nói giống như nó trình bày cái ý của nó cho mình nghe như vậy đó, rồi nó xúi mình, rồi nó dùng cái tác ý của nó nói bạn bè nó xúi mình như vậy, thì qua thân khẩu ý của cái người bạn thì cũng có thể là làm cho mình cái khuấy động cái tâm tham của mình lên. Thành ra quý vị sẽ thấy cái tâm tham này Nguyên Như nhắc lại một lần nữa ha, là chia làm ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là cái sự ham thích bằng một cách thọ hỷ hoặc là thọ xả. Cái thứ hai là có tà kiến đi cùng hay là không có tà kiến đi cùng, mình gọi là hợp tà hay là ly tà đó. Rồi cái thứ ba đó là nó sẽ có hành động gọi là vô trợ, tức là rất là nhanh chóng, mau lẹ, không có cần ai giúp đỡ hết. Và thứ nhì là hữu trợ, là có sự trợ giúp bằng chính mình hoặc là và của người khác, bằng thân khẩu ý của mình hoặc là thân khẩu ý của người. Rồi cái chỗ mà 12 cái tâm bất thiện ở đây đó quý vị, cái chữ nó gọi là, người ta gọi là akusala đó. Akusala này có nghĩa là vụng về, có nghĩa là không khéo léo thôi nha. Chứ cái chữ tâm bất thiện này á, nó không có nghĩa là xấu ác theo cái tinh thần đạo đức như là người đời thường nghĩ. Cái tâm bất thiện này nó khi mà mình làm á, thì nó làm cho mình không có khéo léo, không có nhu nhuyến, thành ra nó sẽ làm hại cho mình nhiều hơn, chứ nó cũng không có nghĩa là nó thuộc về bất lương hay gì hết á. Quý vị đừng có hiểu bất thiện là bất lương nha, cái đó không có phải đâu, nó không có nói gì đến chuyện đạo đức ở trong đây hết. Nó chỉ là một cái là không có hay, không có kêu là không có chuẩn xác, không có thiện xảo. Mà khi mà một cái người không có thiện xảo rồi á, mình là người tu là sửa,
mà mình có những cái thiện xảo, mà mình có cái khúc mắc nhiều quá trong trong cái tâm của mình á, thì mình không có tu tiến được thôi. Quý vị nhớ nha, chứ ở đây không có dính líu gì cái chỗ mà tinh thần đạo đức như là đạo Khổng hay đạo Tử đâu nha. Rồi bình thường á thì chúng ta ai cũng thích vui, ai cũng sợ khổ hết. Mình làm cái gì mình cũng thích làm dễ nhất, vui nhất, thoải mái nhất, mà mình không có thích cái gì mà khi mà mình đi làm rồi mình làm cực khổ, rồi làm cái gì mà được ít hưởng lợi, hoặc là làm nó khó khăn quá mình không có thích. Nhưng mà bản chất của những cái tâm bất thiện này đó thì lúc nào nó cũng đem lại cái sự đau khổ cho mình hết. Cái bản chất của nó là vậy. Mà cái bản chất của tâm bất thiện, một cái khía cạnh khác nữa, là lúc nào nó cũng đi ngược lại ý muốn của chúng ta hết. Nó không bao giờ theo ý của mình hết. Khi mà quý vị cứ sử dụng những cái tâm bất thiện mà ngộ một cái là chúng của mình, mình dùng 12 cái tâm bất thiện này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây luôn. Nếu mà mình không có tu, mình không có tu thiền định, không có tu thiền quán, thì mình nó sống với mình trong từng sát na luôn đó quý vị. Mà khổ một cái á, là những cái tâm này thì nó lại mang đau khổ, nó đi ngược lại với ước muốn của chúng ta hết. Nên nó được gọi là tâm bất thiện là như vậy đó. Thành ra, nhưng mà cái khổ của mình á, là mình không có xa rời nó được, mà mình còn... Nó là những người bạn của mình, nó hại mình mà mình lại thấy nó là những người bạn thân của mình đó. Mình đi học để mình thấy cái bản chất của những cái tâm này, nó đi ngược lại với mình. Nó gọi là they go against you, they not go with you, against you nha. Quý vị nhớ nha, đi ngược lại với cái mình muốn hết đó. Nếu mà nó có những cái dấu hiệu gì mà nó theo mình bây giờ á, nó chỉ là cái sự si mê của mình thấy như vậy thôi, chứ thiệt sự quý vị cứ nhớ đó là nó là đi ngược lại, giống như chị Hà mới đăng đó. Bản chất của tâm bất thiện mang đau khổ và đi ngược lại ý muốn của chúng sanh. Thành ra nếu mà quý vị càng xa những cái tâm bất thiện này, mình không có xa nó lâu được đâu. Nguyên Như nghĩ là xa được sát na nào thì hay được sát na đó thôi. Thì một chút xíu 5-10 phút là nó cũng trở lại, từ vì mình sống với nó đã gọi là trăm ngàn muôn ức kiếp rồi đó quý vị. Khó, khó mà sống không có nó lắm. Khổ vậy đó. Cái này cứ như dùng cái chữ là gọi là nhận giặc làm cha. Nguyên Như nghĩ cái câu đó đó là nó mới đúng đó. Nhận giặc làm cha đó. Khổ, khổ quá phải không quý vị? Rồi, một cái mặt khác đó, thì Thầy Kinh cũng có dạy là 12 cái tâm bất thiện này á, mình phải treat nó như là 12 cái căn bệnh ung thư. Nó là 12 cái căn bệnh ung thư. Thành ra khi mà quý vị học á, quý vị phải phân tích kỹ từng cái phần, từng cái chi pháp của nó vô. Nếu mà cái chỗ nào chi pháp của quý vị học càng kỹ á, thì quý vị càng rành cái bệnh ung thư của mình, thì quý vị mới có thể cắt bỏ được những cái đó. Còn nếu mà mình không có hiểu rành, mình hiểu mơ mơ hồ hồ đó, là mình lại cũng có thể mình nghĩ nó là bạn của mình nữa, rất là khổ. Thành ra mình đúng á, giống như chị Hà nói, mình vẫn còn y nguyên, mình nghĩ nó là dễ á quý vị, chưa chắc là nó dễ đâu. Rồi cái một cái phần khác nữa là cái tâm của mình nó có rất là nhiều bệnh và nó rất là khó trị. Nói là cái tâm có nhiều bệnh thì mình nói cái tâm nào quý vị? Thì là mình nói 12 tâm bất thiện này thôi đó, mà nó có bao, nó chỉ có một chút, nó có ba hàng ở trên của cái bảng niêu thôi, mà quý vị tưởng tượng coi, nó có thể nó rình cả cái tam giới này luôn, nó làm cho mình sất bất sang bang. Nhiều nhất là trong cái 12 cái tâm bất thiện này thôi. Những cái tâm khác á, thì nó phụ mình nhiều, hoặc là nó trung tính. Nhưng mà thấy cái 12 cái tâm bất thiện, quý vị thấy kinh khủng không? Chỉ có 12 thằng này thôi mà nó coi như là nó quậy nguyên cả thiên hạ, điên đảo gì 12 cái tâm này luôn, trôi nổi đó. Rồi khi những cái tâm bệnh này á, nó rất là khó trị, mà khi mà mình càng trị đó, mình càng cho nó uống thuốc á, thì bệnh nó càng ngày nó càng tinh vi. Kêu là đạo cao một thước, còn ma thì cao một trượng. Quý vị càng tu cao cỡ nào thì cái sự thử thách và những cái ma vương á, nó lên nó càng nhiều nữa. Nó càng nhiều nữa mà nó làm cho quý vị cứ tưởng là quý vị đắc rồi không. Cái chỗ đó rất là ghê sợ. Thành ra quý vị cũng tưởng đi, cái tâm tham đó
nó cũng có cái trí, nó rất là rắn mắt, nó rất là kiên nhẫn, nó giống như là nó những có những cái thầy ký vậy đó. Rồi cái người, cái tâm sân cũng vậy, nó cứ âm âm ỉ ỉ. Có những người họ sân, họ giận cả mấy chục năm vì một cái câu nói nào mà cái người nói ra họ cũng quên, hoặc là họ chết rồi mà cái tâm sân mình vẫn đi, vẫn nhận, vẫn giống như lặp lại cả trăm cả triệu lần trong tâm của mình, rất là khổ. Rồi cái những cái tâm si, thì khi mà mình có tham và có sân á, lúc nào cái tâm si nó cũng tàn ẩn như là một người mẹ nuôi một đứa con vậy đó. Cái giống như là cái tâm si nó đi với tâm sân, rồi cái si nó đi, cái nhân si nó đi với sân, rồi cái nhân si nó đi với tham. Còn cái thằng si thì nó không cần ai hết, nhưng mà khi mà mình có tham là chắc chắn mình có si, khi mình có sân thì chắc chắn mình có si. Còn khi mình có si thì là mình chỉ cần có si là nó đủ khổ rồi. Mà mỗi lần mà quý vị có tham đó thì nó có những cái giống như mình đó, mình đâu có muốn đi ăn cắp đồ, mình đâu có muốn làm cái chuyện mà nó mắc cỡ, nó xấu hổ. Nhưng mà khi mà cái tâm tham nó nổi lên đó quý vị, nó có đi theo cái sân, cái si ở trong đó. Thành ra cái si nó có một cái ánh sáng nó mờ đục như vậy á, nó làm cho, nó cũng là một trí tuệ cái đó. À, gọi là cái giống như là trí tuệ của cái sự vô minh đó quý vị. Nó làm cho mình thấy nó cũng hay lắm, nó cũng có bài bản, nó cũng có từng bước, nó sắp xếp đủ thứ hết. Nó cái vô minh nó kinh khủng lắm. Thành ra khi mà mình mới bị gạt, nó bị mình biết mình tham mà mình vẫn làm, tại sao? Từ cái thằng si đó quý vị, nó xui khiến cho mình, nó làm cho mình nghĩ là mình giỏi giang dữ lắm, mà khi mà mình bị mà nó gạt rồi đó thì mình đi vô trong đó càng lúng thì càng sâu. Mình nói thì mình nói như vậy thôi, chứ ai trong chúng ta cũng bị những cái chuyện này hết. Nếu mà mình thoát khỏi cái tham sân si thì quý vị nghĩ mình sao rồi? Mình mà thoát khỏi tham sân si thì mình đã thành bậc thánh rồi, phải không quý vị? Mình mới thoát khỏi, mình đã thoát khỏi 31 cõi rồi, chứ mình đâu còn ở đây nữa. Nhưng mà quý vị tưởng tượng coi, Đức Phật của mình á, ngài trí tuệ cỡ nào, ngài giỏi cỡ nào mà ngài dùng 4 A Tăng Kỳ, bao nhiêu ngàn đại kiếp ngài mới chiến thắng nổi cái thằng vô minh. Mà mình ở đây là chỉ là học trò thôi, nó chỉ nó quẹt một cái là mình coi như là nằm sắc rạc luôn, không có ngài thông minh cỡ đó mà ngài còn phải dùng bao nhiêu thời gian. Thì quý vị nghĩ coi, mình á, tập tành thôi, thành ra mình cứ nghĩ là ồ, Mai Dương lợi gạt mình, nó không có cần lợi nó gạt đâu quý vị. Mình con Mai Dương nó nằm ở trong người của mình còn quánh không được, đâu có cần Mai Dương thiệt nó hơi đâu mà nó tới với mình chi. Nó chỉ xen tùy tùng kiểu như là những cái hạ thần mà thấp nhất của nó lên là nó cũng quýnh mình là te tu tơi tả rồi, không có cần, không 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 có cần mà tới con Mai Dương thiệt. Mai Dương thiệt nó chỉ xuất hiện với Đức Phật của mình thôi, còn mình thì không có cần. Thành ra mình cứ mỗi ra mỗi ngày mình ráng mình tu một chút xíu ha quý vị. Mỗi ngày mình được bao nhiêu thì hay bao nhiêu thôi. Thì một cái nữa thì thầy kinh cũng có dạy ở đây là phàm phu á, thì lúc nào mình cũng lo cho thân hết. Nhiều khi mình có gia đình, mình có vợ, có con, có chồng, mình có cháu, mình lúc nào mình cũng phải có nhà, có cửa, mình nghĩ đến vật chất nhiều lắm. Mình mua cho đứa này chiếc xe, đứa kia cái nhà, đứa này chiếc nhẫn, đứa kia đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà mình lại quên một cái chuyện quan trọng, đó là cái trí nó quan trọng hơn, cái tâm nó quan trọng hơn là cái thân. Mình lo cho cái thân của mình cũng nhiều, mình lo cho cái thân của người khác cũng nhiều, nhưng mà hình như mình quên cái chuyện cái tâm của mình đó quý vị. Mà cái tâm lại là cái dẫn mình đi trong luân hồi, chứ không phải cái thân. Cái thân mình chết là mình bỏ nó lại thôi, nó giống như một cục đất thì thôi. Nhưng mà cái tâm của mình quan trọng. Nhưng mà hình như là mình hay quên, mình quên, không biết là mình quên vì cái si của mình nó nặng quá, hay cái đó là một cái thường cận y duyên, là cái quên của mình nó thành thường cận y duyên quý vị. Mình không có lo cho cái thân mình nhiều đó, cho cái tâm mình nhiều đâu, mình lo cái thân mình nhiều lắm, thấy nó khổ quá ha. Rồi khi mà mình đi qua sơ qua về cái phần tâm tham này đó, thì Nguyên Như nhắc lời sơ một cái như vậy. Khi mà quý vị học trong cái tám tâm tham này á, quý vị xin nhớ là
cái thứ tự của nó đó quý vị, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Cái những cái thọ hỷ, rồi thọ xả, rồi hợp tà, rồi ly tà, rồi vô trợ, rồi hữu trợ, nó có những cái thứ tự chính xác của nó như vậy. Quý vị không có đọc lộn tới lộn lui được nha quý vị. Chẳng hạn như khi mình nói tham sân si, thì mình dùng cái chữ tham trước, rồi mới tới chữ sân, rồi mới chữ si. Chứ mình không có nói là 12 tâm bất thiện bao gồm si, sân, tham. Mình nói theo thứ tự như vậy, trong cái bản niêu như vậy đó, thì sau này mình học nó sẽ dễ hơn. Tự vì có những cuốn sách đó, người ta sẽ đánh số thôi, người ta không có nói theo cái tâm nữa. Ví dụ như tâm sân số 1, thì mình sẽ biết là tâm sân thọ ưu học phấn vô trợ. Người ta nói tâm tham số 1, thì mình sẽ biết là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Quý vị đừng có nói cái này là khó nha, cái này bắt buộc phải học như vậy. Từ khi mình vô cái môn vi diệu pháp này, cái phần mà học thuộc là cái bản niêu đó là cái phần mà quan trọng nhất rồi. Nếu quý vị không có vượt qua khỏi cái ải này thì học tiếp nó sẽ rất là khó và rất là rối. Thành ra nếu mà ai chưa có thuộc á, thì xin vui lòng mình về mình học thuộc lại ha. Nguyên Như có post lên trên cái Nguyên Như kỳ viên Facebook á, cái phần chia pháp và cái phần gồm pháp đó, thì Nguyên Như nghĩ lớp mình ai cũng thuộc rồi. Như sẽ cho các bạn, xin thỉnh chư tăng cho các bạn ôm thêm một cái tuần mấy ngày nữa, để mà ai chưa có thuộc thì mình ráng mình thuộc, để sau này mình học theo thầy hay theo chư tăng thì mình sẽ khỏe hơn nhiều. Rồi, thì cái phần theo thứ tự trên bản niêu như xin nhắc lại là khi mà quý vị đọc tám tâm tham này á, thì cái thọ hỷ nó sẽ đi trước thọ xả nha quý vị. Nếu mà trong tâm mình quên á, thì mình cứ nhớ thứ tự thọ hỷ đi trước thọ xả. Rồi khi mà quý vị nói về cái vấn đề hợp ta đó, thì nó sẽ đi trước ly tà. Rồi vô trợ nó sẽ đi trước cái hữu trợ. Thì mình cứ nhớ cái nào đi trước cái nào, thì quý vị lỡ mà quên cái thứ tự, quý vị sẽ nhớ thọ hỷ, xong rồi mới tới thọ xả, hợp tà, rồi mới tới ly tà, vô trợ, rồi mới tới hữu trợ. Quý vị nhớ vậy ha. Rồi Nguyễn Như xin tiếp tục cái phần mà tâm tham nó cho quả khác biệt đó. Thì khi mà tâm tham, khi mà mình có cái thọ hỷ đó, sẽ cho quả nhiều hơn thọ xả. Bất cứ khi mà mình thọ hỷ, bất cứ khi mà mình làm về cái thiện hay bất thiện, quý vị nhớ cái chỗ đó ha. Khi thiện hay bất thiện gì á, khi mà cái tâm hỷ nó nhiều, khi tâm hỷ nó xuất hiện á, nó cũng sẽ cho quả nhiều hơn có thọ xả. Thành ra trong cái trường hợp mà tâm tham á, thì đương nhiên tâm tham là tâm bất thiện. Khi mà quý vị làm một cái chuyện bất thiện mà quý vị vui, quý vị hào hứng, thì tự nhiên quý vị sẽ cho quả nhiều hơn thọ xả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị mắc nghiệp nhiều hơn đó. Tức là mình ăn cắp, mà mình ăn cắp bằng một cái giống như là cái tâm nó hững hờ, thì cái sự ăn cắp đó, cái quả nó không có nhiều bằng mình ăn cắp mà mình hoan hỷ, mình hí ha hí hửng, mình ăn cắp mình quá vui đó, là cái nghiệp mình nó nặng hơn đó quý vị. Mà cũng như ra đề một chút xíu, mà cũng ngược lại, khi mà quý vị làm thiện á, quý vị bố thí, quý vị giúp người, mà quý vị bố thí giúp người bằng một cái tâm hoan hỷ đó, thì quý vị cũng cho quả nhiều hơn luôn. Thành ra trong cái trường hợp này á, người ta nói khi mà quý vị thọ hỷ á, cái nào nó cũng cho quả nhiều hơn, cái bất thiện cũng cho quả nhiều hơn, mà cái thiện cũng cho quả nhiều hơn. Quý vị nhớ vậy ha. Làm mình làm chuyện thiện mình nên có hỷ, thì từ hỷ thì cái quả nó sẽ nhân lên cho mình. Còn mình làm chuyện bất thiện mà mình thọ hỷ, thì cái hỷ nó cũng sẽ cho quả nhiều hơn. Nhiều hơn tức là cái mình làm chuyện xấu mà mình vui vẻ đó, thì cái quả mình nó nặng hơn. Cái đó là Nguyên Như nói về cái chuyện mà thọ hỷ với thọ xả. Rồi bây giờ Nguyên Như qua cái chữ trong tâm tham, nó có một cái phần nó gọi là vô trợ mà đi với hữu trợ. Thì khi mà quý vị làm một cái chuyện mà nhanh chóng, không cần nhắc bảo đó, thì quý vị sẽ được cái quả nó trội hơn là quý vị được nhắc nhở. Trong cái vô trợ đây thì mình nói cả cái thiện lẫn cái chuyện bất thiện luôn. Thành ra trong cái future, trong cái tương lai mà quý vị gặp cái chữ vô trợ đó, thì quý vị cũng hiểu giống như hỷ xả ha. Tức là khi mà mình làm một cái chuyện gì mà mình mau mắn, mình lanh lẹ, mình làm, thì cái quả của mình,
cho nó rất là thù thắng nếu mà mình là cái tâm thiện. Còn nếu mà cái tâm xấu á, thì cái quả nó cũng nặng hơn. Giống như một cái người mà ta đi ăn cướp, người ta vừa thấy cái người xách một cái bịch tiền là người ta lợi, ta giật liền không có suy nghĩ gì hết. Thì cái quả, cái nghiệp báo của cái người ăn cướp đó đó, nó sẽ nặng hơn là cái người mà cứ bị người ta xúi bảo, hay là nó cứ ù lì rồi cứ đợi người ta nói nhiều lần rồi mới lại giật cái giỏ đó. Thì cái người mà lẹ đó đó thì họ sẽ làm cái nghiệp nó nặng hơn. Rồi thành ra quý vị mới nhớ là vô trợ cho quả nhiều hơn hữu trợ ha. Cái người nào mà chậm chạp mà làm trong tâm bất thiện á, thì vô hình chung cái người đó lại ít có bị cái nghiệp nặng hơn là cái người mà nhanh lẹ. Rồi cái phần thứ ba đó là về, như nói về cái tà kiến. Khi mà cái tà kiến mà nó xuất hiện trong cái tâm bất thiện thì cái quả nó sẽ nặng hơn là cái quả của ly tà. Chẳng hạn như là mình đi ăn cắp một món đồ, mình ăn cắp rõ ràng mà mình nói trời ơi, ăn cắp này đâu có gì đâu, mình không ai lấy, người ta cũng lấy thôi. Thì cái tâm mà mình nghĩ sai, chấp lầm như vậy đó, khi mà mình làm việc đó, nó cho quả rất là nặng. Nó trổ quả rất là nặng. Còn cái người mà không biết theo cái luật nhân quả, cái người mình không biết, hoặc là mình làm mà mình không có suy nghĩ về cái chuyện tà kiến hay không đó, thì mình không có bị bằng là mình nghĩ sai. Quý vị nhớ chỗ đó ha. Rồi, như nhắc lại là cái tâm tham nó cho cái quả khác biệt, là khi mà mình vui, mình hào hứng, mình làm một cái chuyện gì đó thì cái quả nó sẽ cho nhiều hơn là xả. Hỷ cho quả nhiều hơn xả. Vô trợ cho quả nhiều hơn hữu trợ, tức là mình làm nhanh lẹ, không cần nhắc bảo, mình sẽ cho ra cái quả nhiều hơn hữu trợ. Và khi mà cái tâm mình có tà kiến, mình nghĩ sai, mình chấp lầm, thì khi mà mình làm một cái chuyện bất thiện, cái quả nó ra sẽ nặng hơn, nó nặng nề hơn là cái quả của cái người trong cái ly tà. Thành ra nếu mà quý vị cộng lại như vậy á, thọ hỷ cho quả hơn thọ xả, rồi hợp tà, tà kiến cho quả hơn ly tà. Thì quý vị coi lại trong cái tâm, trong cái tám tâm tham này, nếu mà như hồi nãy giờ ôm như vậy thì quý vị nói là cái tâm nào sẽ cho ra cái quả nặng nhất trong cái tám cái tâm tham. Thì nếu mà mình coi như vậy á, thì có phải là bốn cái thọ xả nó yếu hơn bốn cái thọ hỷ không quý vị? Rồi bốn cái hữu trợ nó yếu hơn bốn cái vô trợ. Rồi á, cái tà kiến á, thì nó sẽ cho nhiều hơn cái ly tà. Tức là giống như là Ca Vinh nói rồi đó, giống như anh Lý nói, cái tâm thứ nhất thì nó sẽ cho quả nặng nhất là mình á, mình vừa tham lam, mình vừa hí hửng, mình có tà kiến mà mình nhanh lẹ quá, cái người đó lanh quá, thì cái người đó bị nghiệp nặng nhất. Thành ra quý vị thấy khổ không? Những cái người giỏi đó mà người ta bị tà kiến đó, thành ra rốt cuộc á, là người ta lại bị tội nhiều mà mang nghiệp nhiều hơn là cái người khờ khờ mà cũng bị tà kiến. Quý vị thấy không? Thành ra nhiều khi mình ra đời mình gặp cái người nào lanh quá, giỏi quá, không có chừng đâu á, là họ sẽ bị tội nhiều hơn. Thì như nói sơ sơ nôm na ra giống như là mafia vậy đó. Quý vị thấy họ giỏi dễ sợ không? Họ cái gì họ cũng có, giỏi nhanh lẹ tùm lum hết, mà cứ nghĩ làm chuyện xấu thành chuyện đúng là quý vị thấy họ có tội bao nhiêu. Thì nó giống y chang như cái tâm số 1 này. Rồi cái từ từ, nếu mà mình thọ hỷ mà mình đổi cái tâm bất thiện qua cái tâm thiện, thì họ thọ hỷ mình mới quả mai là mình mới có thể mà chiếm phần ưu. Chứ nếu trong tâm bất thiện là mình cứ nhắm vô cái đầu tiên, nhanh lẹ quá nè, vui hào hứng quá nè, rồi mình có tà kiến là mình chết chắc luôn. Rồi, như vậy là quý vị đi qua cái chỗ cái tâm tham là mình hiểu. Rồi cái một cái nữa là thầy kinh cũng có nhấn mạnh trong ba cái phần này á, hồi nãy giờ Nguyên Như nhắc á, là hỷ và xả, vô trợ và hữu trợ, tà kiến và ly tà. Thì cái phần nào á, là nó nặng nề nhất trong cái tâm tham quý vị? Thì thầy kinh nói trong cái phần tâm tham này, cái phần tà kiến nó là nặng nề nhất.
Khi mà bất cứ cái chuyện gì trong cái tâm này mà nó có dính tới tà kiến thì cái quả nó nặng nhất trong đây. Bởi vậy khi mà một cái vị mà họ đã đắc cái quả đầu tiên đó quý vị, là Tu Đà Hoàng, thì họ mới hết được tà kiến, phải không? Hết được tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thành ra quý vị đừng có tưởng mình không có tà kiến nha quý vị. Tự vì mình chưa đắc thánh thì mình còn có tà kiến. Thành ra những cái này á, là mình học cho mình, chứ mình không có phải học cho những cái người khác đâu. Không có ai ở đâu xa đâu. Cái này là mình hết đó. Mình đừng có nghĩ là mình không có dính đến 108 tâm tham này nha. Nó dính từ đầu tới cuối, từ 1 tới 8, tùy theo trường hợp. Chứ không có phải là mình nói cho ai đâu nha quý vị. Thành ra cái tà kiến này rất là nặng nề. Mà làm sao mà còn tà kiến còn nguyên hết. Mình học cỡ nào đi, trật từ đầu tới cuối. Ngay cả khi mà mình nói một cái câu kinh ra mà mình hiểu trật một chút đó là cũng là tà kiến đó. Mình đâu có phải là hết tà kiến. Tự vì sao? Mình hết thì mình đã đắc thánh rồi quý vị. Nó khổ vậy đó. Thành ra làm sao mà tránh được chừng nào hay chừng đó. Chứ kêu mà mình hết tà kiến thì không có được. Nếu mà mình tuyên bố là mình không bị tà kiến nữa thì khác nào là mình tuyên bố mình đã đắc được thánh quả rồi. Không dám đâu. Dạ, khó lắm. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ ôn qua một chút cái phần mà tâm tham theo hợp đồng. Cái chỗ này cũng vui đó quý vị. Bây giờ mình bắt đầu là mình đi vô giống như là thầy kinh nói tứ vô ngại giải. Hồi nãy giờ mình nghĩ là mình hiểu hết rồi ha. Bắt đầu chia sẻ thêm cái tâm mình gom theo hợp đồng ha. Dạ, gom theo hợp đồng. Có cái chữ này là cái chữ ở bên Việt Nam dùng, mà giống như là mình cứ gom theo từng cái nhóm vậy đi. Mình nói theo tiếng người Mỹ là mình gom theo từng nhóm với nhau đó. Rồi giống như hồi nãy giờ Nguyên Như nói sơ qua, nhưng mà bây giờ đi theo hợp đồng, tức là mình phân tích từng cái tâm rõ lại. Bởi vì hồi nãy Nguyên Như mới nói với cả lớp đó, là khi mà mình học cái tâm tham này á, mình phải nhớ là tâm tham tọa hỷ hợp tại vô trợ, tâm tham tọa hỷ hợp tại hữu trợ, tâm tham tọa hỷ ly tại vô trợ, tâm tham tọa hỷ ly tại hữu trợ, tâm tham tọa xả hợp tại vô trợ, tâm tham tọa xả hợp tại hữu trợ, tâm tham tọa xả ly tại vô trợ, tâm tham tọa xả ly tại hữu trợ. Mình phải thuộc lào như vậy mà không có trật cái chữ nào hết, mà quý vị phải học như vậy. Thì bây giờ mình vô tâm tham hợp đồng nè, Nguyên Như đi chậm chậm lại ha. Khi mà mình nói tâm số 1 với tâm số 2, là quý vị sẽ thấy tâm số 1 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, đi chung với tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Khi mà hai cái tâm số 1 với số 2, quý vị thấy nó giống chỗ nào? Nó giống ở chỗ thọ hỷ, nó giống ở chỗ hợp tà, nó chỉ khác với nhau cái chỗ là vô trợ và hữu trợ thôi. Thành ra khi mà mình nghe chư tăng hoặc là mình đọc những cuốn sách đó, thì khi mà họ nói là có tâm tham thọ hỷ tương ưng với tà kiến đó, là số 1 và số 2, thì ra mình hiểu là người ta nói cái phần giống thôi, cái phần khác người ta không nói. Quý vị thấy không? Cái chỗ mà vô trợ với hữu trợ người ta không nói. Thành ra khi mà mình cặp cái tâm số 1 với tâm số 2 với nhau á, thì mình gọi tên ở chỗ mà giống nhau thôi, cái phần khác nhau mình không nói. Thành ra khi mà số 1, số 2 cặp lại, Nguyên Như sẽ gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, hoặc là tâm tham thọ hỷ tương ưng tà kiến. Đúng, là đồng một nghĩa đó quý vị. Quý vị hiểu theo cái chữ hợp đồng ha. Hà hỏi hợp đồng đó, giống như anh Lý cũng trả lời đó, hợp là kết hợp, đồng là giống nhau. Thành ra mình sẽ chia sẻ 8 cái tâm tham này theo 14 kiểu lận. Tức là mình gọi di diệu pháp là mình chia sẻ cộng tóc chia ra làm 7 đó. Mà cái phần này là quý vị sẽ thấy được chia làm 14 kiểu. Kiểu thứ nhất là 1 và 2. Thì nhắc lại là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, hợp tà, hay là tâm tham thọ hỷ tương ưng tà kiến. Rồi cái phần số 3 và số 4 thì quý vị thấy nó đều là tâm tham thọ hỷ, nó đều là tâm tham ly tà, nó chỉ khác nhau là vô trợ và hữu trợ ha. Thành ra số 3 và số 4 á, mình sẽ gộp chung lại, mình nói đây là tâm tham thọ hỷ bất tương ưng với tà kiến. Hay là mình có thể nói là tâm tham thọ hỷ ly tà cũng được. Thành ra cái phần mà quý vị thấy cái chỗ vô trợ và hữu trợ họ leave out không? Họ để ra một bên. Tự nhiên nó không giống thì mình không có thành hợp đồng được đó.
Đó, thành ra 3 và 4 thì mình gọi là tâm tham thọ hỷ bất tương ưng tà kiến, hoặc là tâm tham thọ hỷ ly tà. Rồi bây giờ mình mới chập lại cái 1 và cái 3 nè. Cái tâm tham số 1 và cái tâm tham số 3. Nếu mà quý vị nào chưa có cái bảng niêu á, quý vị lôi ra thì quý vị sẽ thấy dễ hơn. Chứ mình nếu mà mình chưa thuộc á, mà mình tưởng tượng á, là Nguyên Như nói quý vị sẽ bị lost, quý vị sẽ bị mất hết, không biết là Nguyên Như đang nói gì nha quý vị. Mình nhìn vô á, thì mình thấy bằng video của mình á, mình thấy bằng cái cảnh sắc, cái cảnh thấy của mình thì dễ hiểu hơn. Rồi Nguyên Như sẽ đi qua 1 và 3. Thành ra quý vị thấy nè, 1 và 3 nó đều là thọ hỷ, 1 và 3 nó đều là vô trợ hết. Nhưng mà cái chỗ hợp tà và ly tà thì nó khác nhau. Thành ra 1 và 3, Nguyên Như sẽ nhập lại, Nguyên Như nói là tâm tham thọ hỷ vô trợ. Nguyên Như không có nói chuyện tà ở đây, tự tà nó khác rồi mình không có nhập được ha. Số 1 và 3 là tâm tham thọ hỷ vô trợ. Rồi cũng giống như vậy, cái tâm tham số 2 và số 4 nó cùng là thọ hỷ. Rồi nó cùng là hữu trợ. Nó cùng là thọ hỷ, nó cùng là hữu trợ. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là hợp tà và ly tà. Thành ra khi mà Nguyên Như nhập cái tâm tham 2 và 4 với nhau, Nguyên Như sẽ gọi là tâm tham thọ hỷ hữu trợ. Quý vị nếu mà học rành mấy cái này á, rất là hay. Tự vì sau này quý vị vô sách đọc á, người ta sẽ không có nói số 1, số 2, số 3, số 4 cho mình biết đâu nha. Người ta chỉ nói là những cái tâm tham thọ hỷ hữu trợ. Thì quý vị phải tự động hiểu nó là cái tâm tham số 2 và số 4 nha quý vị. Cái sách nó không có hơi đâu mà nó quay trở lại từ cái căn bản nó chỉ cho mình đâu. Thành ra nếu mà vị nào đọc lên cái cuốn sách cao là nó sẽ không hiểu gì hết là ở chỗ này nè. Tự vì mình không có căn bản từ cái bữa đầu đó nha quý vị. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ cộng lại hết 4 cái vòng tròn màu đỏ này là 4 cái tâm tham. Quý vị thấy vòng tròn màu đỏ là sao? Là thọ hỷ. Thành ra 1, 2, 3, 4. Khi mà mình nói tâm tham thọ hỷ thì mình biết là Chư Tăng hoặc là Thầy nói là 4 cái tâm tham đầu tiên. Tự vì nó là vòng tròn màu đỏ, nó là 4 cái tâm tham thọ hỷ. Cái này là dễ nhất rồi ha. Rồi bây giờ là mình đã xong cái phần về cái vòng tròn đỏ. Bây giờ mình sẽ qua cái vòng tròn màu xanh ha quý vị. Vòng tròn màu xanh thì 4 cái vòng tròn còn lại thì quý vị sẽ thấy là số 5, số 6, số 7, số 8. Nếu mà có người nào muốn đánh số lên trên cái bảng niêu cho dễ nhớ thì cũng được, không sao hết nha quý vị. Cái vòng tròn số 5 của mình là cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Và cái vòng tròn thứ 6 sẽ là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Thì khi quý vị nhập hai cái tâm tham này thành hợp đồng với nhau, quý vị thấy nó giống chỗ nào? Nó giống ở chỗ thọ xả nè, nó giống ở chỗ hợp tà nè. Nó không giống vô trợ và hữu trợ. Thành ra mình sẽ leave it out. Mình sẽ để nó yên một chỗ. Mình sẽ gọi tên bằng cái giống nhau thôi. Có nghĩa là tâm tham số 5 và số 6 quý vị sẽ đọc tên là tâm tham thọ xả tương ưng tà kiến, hoặc quý vị có thể gọi là tâm tham thọ xả hợp tà. Không sao hết, quý vị muốn dùng chữ nào cũng được hết. Và cái tâm số 7 và số 8, quý vị sẽ thấy là số 7 là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, và số 8 chính là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thì giống nhau ở chỗ gì? Giống nhau ở chỗ thọ xả, rồi giống nhau ở chỗ ly tà, vô trợ và hữu trợ là mình leave out, mình để qua một bên. Thành ra cái tâm số 7 và số 8, quý vị sẽ gọi hợp đồng là chung một cái tên là tâm tham thọ xả bất tương ưng tà kiến, hoặc là tâm tham thọ xả ly tà, cũng vậy thôi. Như lặp lại, số 7, số 8 chính là tâm tham thọ xả bất tương ưng tà kiến, hoặc là tâm tham thọ xả ly tà. Mấy cái chỗ này quý vị đừng có nghĩ là nó dễ nha quý vị. Nếu mà buổi sáng quý vị đi trên đường đi làm đó, quý vị thử quý vị nhớ 14 cái combination này đó, nó cũng hết nửa tiếng hồ trên đường đi làm, chứ không phải giỡn đâu. Nó không có khó nhưng mà nó rối lắm đó. Tự vì mỗi một cái nó có ba cái chi pháp, nó ba cái phần khác nhau, rồi mình cộng cái này qua cái kia nó sẽ rối nùi cho coi.
Quý vị thử đi, nếu mà cái vị nào á là mà thuộc mà nói lào lào mà hỏi bảy tám là gì mà đọc ra được đó là cũng là thuộc loại là vô ngày giải rồi đó. Không có dễ đâu nha quý vị. Rồi như tiếp tục cái phần số 5 và cái phần số 7 nè, là mình đi số lẻ ha. Là cái phần số 5 là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, mình đi với số 7, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Thì giống chỗ nào? Giống là thọ xả, giống là vô trợ. Hai cái hợp tà và ly tà phần thứ nhì đó nó khác nhau. Thành ra khi mà mình hợp đồng lại cái tâm tham số 5 và tâm tham số 7, quý vị sẽ có một cái tên mới gọi là tâm tham thọ xả vô trợ. Ha, quý vị ha, tâm tham thọ xả vô trợ. Rồi, tiếp tục mình đi tới cái tâm tham chẳng, là cái tâm tham thọ xả số 6 và tâm tham thọ xả số 8. Số 6 chính là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, và số 8 chính là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Thì nó giống chỗ nào quý vị? Đương nhiên là nó giống ở chỗ thọ xả, rồi nó giống ở chỗ hữu trợ. Hợp tà và ly tà, cái này phần chính chữ nó khác nhau ha. Thành ra cái số 6 và số 8 mình hợp đồng lại sẽ thành một cái tên gọi mới là tâm tham thọ xả hữu trợ. Dạ, số 8 là tâm tham thọ xả hữu trợ. Và cái phần dễ nhất của cái phần tâm tham thọ xả này là 5, 6, 7, 8. Khi mà quý vị cộng 5, 6, 7, 8 với nhau thì quý vị sẽ được một cái tên mới rất là thảnh thơi nhẹ nhàng là tâm tham thọ xả. Dễ như là tâm tham thọ hỷ. Dạ, cái này là như thấy dễ nhất luôn. Bốn cái tâm tham thọ hỷ, bốn cái tâm tham thọ xả. Bốn cái tâm tham thọ hỷ là gì? 1, 2, 3, 4. Bốn cái tâm tham thọ xả là gì? 5, 6, 7, 8. Dễ ha quý vị? Hai cái này cũng như thấy là dễ nhất thiệt đó. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ bắt đầu, mình qua từng phần là thọ hỷ với thọ xả rồi. Bây giờ bốn cái phần kế tiếp á, mình sẽ nhập tất cả cái hỷ và xả này chung với nhau lại luôn. Rồi bắt đầu mình cộng 1, 2 và 5, 6 là hai cái đầu tiên của mỗi cái phần hỷ và hai cái đầu tiên của mỗi cái phần xả này. 1, 2 nè, thì 1, 2 là sao? 1 là thọ hỷ hợp tà vô trợ, 2 là thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Rồi mình đi, cái này là xong của cái phần hỷ. Mình qua đến phần xả là hai cái tâm đầu tiên là tâm thứ 5, thọ xả, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, rồi tới tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Thì nó giống nhau chỗ nào? Thọ hỷ với thọ xả lúc này mình không có lấy vô, tự nó không có phải là hợp đồng nữa rồi, nó khác nhau. Bây giờ mình sẽ lấy là hợp tà. Quý vị thấy mỗi cái tâm thọ hỷ và thọ xả đó, hai cái tâm đầu tiên nó giống nhau hết, nó là hợp tà hết, đúng không? Rồi hai cái tâm, rồi hai cái tâm này nó còn cái gì khác nhau? Đâu có còn cái gì giống nhau nữa đâu. Một cái vô trợ, một cái hữu trợ, một cái thọ hỷ, một cái thọ xả. Thành ra thiệt ra đó, cái 1, 2 và 5, 6 này nó giống nhau ở chỗ nó là tâm tham thôi. Và nó giống nhau chỉ có một cái nữa, nó là hợp tà. Thành ra cái số 1, 2, 5, 6 mình gọi là tâm tham hợp tà, hay là tâm tham tương ưng tà kiến, hoặc là tâm tham hợp tà kiến. Quý vị muốn gọi tên nào cũng được hết. Ha, 1, 2, 5, 6 là tâm tham hợp tà. Rồi chị Nguyên Trang có đăng được chỗ đó chưa chị? Là 1, 2, 5, 6 là tâm tham hợp tà đó. Rồi cái phần kế tiếp mình sẽ có là 3, 4, 7, 8. Nó cũng giống hịch 1, 2, 5, 6 mà nó đi qua cái phần là ly tà thôi quý vị. Là số 3, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Rồi số 4, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Quý vị thấy có chữ ly tà ha. Rồi như tới là số 7 là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Rồi tới tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Đây là bốn cái tâm tham ly tà. Tất cả phần còn lại khác nhau hết. Nó chỉ giống nhau ở cái chỗ ly tà mà thôi. Đó là cái 1, 2, 5, 6 và 3, 4, 7, 8. Bây giờ mình đi đến cái phần tất cả là số lẻ. Số lẻ của thọ hỷ và số lẻ của thọ xả. Số lẻ thọ hỷ thì có hai số lẻ là 1 và 3.
Số 1 là tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Số 3 là tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Thì quý vị thấy nó giống chỗ nào? Hoàng nói tới nha, như đi tiếp. Số 5 là tâm tham thọ xả, hợp tà vô trợ. Và số 7 là tâm tham thọ xả, ly tà vô trợ. Thành ra cái chỗ này vừa thọ hỷ vừa thọ xả không giống nhau, vừa hợp tà vừa ly tà không giống nhau. Nguyên Như chỉ thấy nó giống cái chỗ là vô trợ thôi, đúng không quý vị? 1, 3, 5, 7 nó giống nhau, nó là tâm tham và nó giống nhau ở cái chỗ vô trợ thôi. Số lẻ là vô trợ, số chẵn là hữu trợ. Thành ra 1, 3, 5, 7 mình gọi chung là tâm tham vô trợ. Rồi tiếp tục cái phần cuối cùng là 2, 4, 6, 8. 2 là tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ. 4 là tâm tham thọ hỷ, ly tà hữu trợ. Nó giống nhau chỗ hữu trợ nè. Rồi số 6, tâm tham thọ xả, hợp tà hữu trợ. Và số 8 là tâm tham thọ xả, ly tà hữu trợ. 2, 4, 6, 8. Nó giống nhau ở cái chữ hữu trợ, thành ra mình nói chung là đây là 2, 4, 6, 8 là cái tâm tham mà số chẵn đó là tâm tham hữu trợ và tâm tham số lẻ là tâm tham vô trợ. Mình cứ nhớ vậy ha. Rồi khi mà quý vị cộng hết lại, quý vị nói chung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì quý vị gọi chung nó là cái gì quý vị? Nó khác nhau hết. Như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mình gọi chung cái tâm hợp đồng chung của nó là gì quý vị nhớ không? Sa thú, sa thú Mỹ, sa thú anh Lý. Dạ, mình gọi chung nó là tám tâm tham. Rồi quý vị hiểu theo cái ý của cái bài thầy chia rồi ha. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình học sơ sơ á, mình sẽ nói ồ, cái này là tâm tham thôi. Mà quý vị thấy mình học 3 buổi rồi, mình thấy mình càng hiểu tâm tham nó càng nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà cái này là mình mới học cơ bản thôi, mình chưa có đi vô cái tâm phối, nó còn rùng rợn hơn quý vị. Cái này là mình mới sơ sơ baby step thôi nha, mình học chút chút cho nó vui thôi, kêu là cởi ngựa xem hoa đó. Mà đã thấy nó bắt đầu nó rối rồi ha. Rồi bây giờ là mình đã coi như là mình chính thức được đi qua xong cái phần của cái tâm tham rồi đó, là một phần của cái 12 cái tâm bất thiện. Mình đi cứ từ từ chậm mà chắc ha quý vị, không có gì phải gấp hết. Bây giờ là Nguyên Như xin nhường mic lại cho Đạo Tràng. Nguyên Như xin mời Hà, Nguyên Như xin mời Mỹ, Nguyên Như xin mời anh Lý, mời chị Nhung, mời Nguyên Trang, mời Quanh, mời everybody. Nếu mà người nào có câu hỏi gì thì cứ xin đưa lên. Nếu mà Nguyên Như hiểu được thì Nguyên Như trả lời. Còn nếu không thì Nguyên Như chép xuống đi hỏi thầy. Hoặc là nếu mà anh Lý hay Mỹ hay Hà có trả lời được thì mình cùng nhau tham gia ha. Dạ, Nguyên Như xin kính mời Đạo Tràng. Dạ, con cũng kính mời sư Thanh Tâm. Con kính xin mời sư Nguyên Thông. Nếu mà Nguyên Như hồi nãy giờ có nói cái phần nào thiếu sót hay là sai, dạ con xin kính chư Tăng có thể góp ý để con chép xuống lại cho cái bài nó hoàn thiện hơn. Cái này là ôm thôi, không học hết anh nổi anh ơi. Tự gì bây giờ là 31 rồi, không có không có học nổi anh Lý. bà con theo không nổi đâu. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho Mỹ hay cho Hà. Con không biết là sư Nguyên Thông có ý gì, con xin mời sư trước ha sư. Dạ, con xin mời sư Nguyên Thông trước, xong rồi quý vị sau ha. Dạ, con xin nhân mic lại cho sư.
Lớp hôm nay có ai có câu hỏi gì không? Có nhiều, có thắc mắc gì về cái tâm tham này không? Mình thấy là mình rõ hết chưa quý vị? Còn còn cái chỗ nào mà thắc mắc thì bây giờ là cái giờ ôn mà quý vị. Nếu mà Nguyên Như không biết á, thì Nguyên Như xách đi hỏi thôi, không sao hết. Mình cũng có thể ghi chú được. Ai cũng hiểu hết rồi hả? Quá dữ luôn. Nếu mà như vậy thì anh Lý ơi, anh Lý có ý kiến gì không? Anh Lý có bổ túc gì không? Nguyên Như xin mời anh nha. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thượng sư Minh Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Ờ đúng rồi, chị Hà lớp này giỏi quá. Nguyên Như rất là gương không? Tại nhờ Nguyên Như cắt nghĩa bài nó rõ ràng, rất là chi tiết mạch lạc, xa thú với cái sự giải thích của Nguyên Như. Nguyên Như chắc cũng còn hai ly chín rồi, còn nửa ly nữa thành ba ly vô ngày giải. Kính thưa toàn thể đạo tràng, cái hồi nãy Nguyên Như có cắt nghĩa về cái vấn đề hợp tà và ly tà đó. Không biết mình có đã nói qua cái phần tâm sở là cái tà ở đây là cái phần tà kiến, nó tham, tâm sở tha tham cộng với tâm sở tà kiến, thì nó có, thì ở bên cái phần tâm là tâm tham, nó có cái hợp tà ở đây là cái tâm sở tà kiến nó kết hợp vào. Thì cái chỗ mà ly tà đó thì theo sách nó là thay vì tham nó hợp tà kiến thì ly tà nó tức là tham nó hợp với ngã mạn, được gọi là ly tà. Nhưng mà không hiểu tại sao ở trong bản đồ nêu thì nó ghi là ly tà mà nó không ghi là tham hợp ngã mạn, để cho mình hiểu. Thì tuy rằng tám cái nó có hợp tà và có ly tà, tuy nhiên cũng có những trường hợp chúng ta dạ đúng rồi, ly tà, chúng ta cũng được học là tham thuần túy, không có kết hợp với tà kiến hoặc ngay cả ngã mạn. Thì chắc có lẽ là khi đào sâu vào bài chúng ta có thể đưa ra nhiều cái ví dụ. Hồi nãy Nguyên Như cũng có nói sơ qua về cái vấn đề mà có những cái tâm trạng thái tâm tham nó đơn thuần, nó không có kết hợp với tà kiến mà cũng không có kết hợp với ngã mạn. Thì nếu ai có thắc mắc về cái vấn đề này thì xin đặt câu hỏi để cho Nguyên Như có thể giải thích rõ ràng thêm nữa. Dạ con xin xuống mấy cái. Dạ sa thú anh Lý, khi mà anh Lý nói tới cái vụ mà ly tà này á, Nguyên Như xin có một cái câu hỏi là giống như hôm bữa mình có đem ra mình nói mà Nguyên Như cũng còn lấn cấn trong cái đầu á, là khi mà giống như một cái đứa bé nó ăn cắp một cái ví dụ một cái bánh bao ở trên bàn đi, thì cái tâm của nó đó, nó đâu có biết tà kiến là gì mà chánh kiến là gì đâu, nó không có biết ăn cắp bánh bao là sai. Thành ra khi mà nó ăn cắp như vậy, mình có thể nói là cái đứa bé này nó có cái tâm tham ly tà. Còn nếu mà cùng với một cái người ăn cắp bánh bao mà cái người này 30 tuổi rồi, khi mà lấy như vậy á, mà mình nói là người này không có tà kiến có đúng hay không? Nếu mà người này không có nghĩ tới cái chuyện là ăn cắp là trật vẫn lấy, thì cái hay là cái người này không có nghĩ cái chuyện á, là mình ăn cắp đi đâu có sao đâu, người ta không nghĩ, người ta không nghĩ luôn, giống như đứa trẻ vậy, nhưng mà người ta lớn rồi. Như vậy thì anh Lý xếp vô cái trường hợp cái người ăn cắp bánh bao mà không có suy nghĩ này á, thuộc loại là ly tà hay hợp tà? Dạ Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh Lý ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ. Dạ cái đề tài này cũng xin sư, các quý sư nếu có thể đóng góp thêm thì tụi con ở đây xin chia sẻ những ý kiến, tư kiến riêng hiện tại. Nguyên Như ơi, theo cái bây giờ mình nói cái chuyện mà chúng sanh đang trong vô minh đó, thì thật ra thì một đứa trẻ lên ba cũng giống như một ông già 80 mà thật ra không có học đạo hoặc là đang dùng tâm bất thiện, thì cái chuyện mà ba hoặc 80 nó cũng đối với cái chữ vô minh đó là vẫn là vô minh. Cái đó là cái quan sát thứ nhất. Quan sát thứ nhì nữa là đối với một cái người khi mà khởi lên tâm tham và phải thò tay ăn cắp cái bánh bao và phải nghĩ rằng cái chuyện ăn cắp này là ok, thì cái đó mình mới xếp vô cái trạng thái gọi là tà kiến, tức là hợp tà. Thế thì cái trạng thái mà người ta không biết rằng ăn cắp là
là cái điều không tốt, đó là cái điều không phải, cái điều là không hay, và nó có cái quả xấu ác, quả khổ đau, thì người ta ăn cắp một cách bình thường, tỉnh bơ, bằng cái trạng thái mà ăn cắp mà không có cái sự ngượng ngùng hoặc là thập thò, hoặc là vì có một cái trạng thái tâm khởi lên cho biết rằng ăn cắp là một cái điều không tốt đó. Một đứa trẻ lên ba đó, nó chỉ lấy là vì nó thích cái nào, nó đang đói và nó chỉ lấy. Thì cái trạng thái đó không biết nhân quả, tức là tà kiến, chứ đâu phải là phải biết nhân quả để rồi khởi lên cái ý rằng ôi, ăn cắp này là không tốt, nhưng mà tôi kẹt quá, tôi vẫn phải ăn cắp để tôi đỡ cái đói, mới gọi là ly tà, đúng không? Cái trạng thái không biết đã là tà kiến, là không biết, không đó là thấy sai chấp lầm, so với lại cái chuyện mà không thấy đúng nó cũng là một thứ à. Chứ đợi làm sao mà không thấy đúng, tức là đã thấy sai rồi mà không thấy đúng, không thấy đâu là phải, không thấy đâu là chánh đạo, thì cái chuyện mà phải đợi, phải khởi lên một cái ý nghĩ rằng ăn cắp này là không đúng, nhưng tôi đói bụng quá, tôi phải thọc tay làm đại, thì để mới rơi vô cái trạng thái gọi là tham ly tà. Thì cái chuyện đó nó nghe nó phi hữu lý quá. Dạ, đúng rồi, dạ con cũng đồng ý với sư trong cái trường hợp đó. Cho nên là thì vừa rồi trong cái lúc mà cả nhóm bàn bạc thì con thấy cái trường hợp mà đưa ra cái lý là dạ, lẽ là muốn rơi vào trạng thái gọi là hợp tà đó, thì tức là phải thấy rằng việc ăn cắp này là không có trở ngại gì, tức là phải khởi lên cái ý nghĩ đó mới gọi là hợp tà. Còn trong cái trường hợp mà cái người ta hoàn toàn nó dốt đặt, nó không biết gì hết, nó chỉ thọt cái tay nó lấy và để nó thỏa mãn cái cơn đói của nó thôi, chứ hoàn toàn nó không biết rằng ăn cắp là một cái điều là sai quấy, để rồi nó rơi vào cái trường hợp đó ly tà. Thì nói chung là cái kẻ nó không biết gì hết, nó đã là nó bản chất cái đó đã gọi là tà kiến rồi, chứ đâu có cần phải khởi lên cái ý nghĩ gọi là ồ, cái điều này không tốt nhưng mà tôi vẫn phải làm tại vì tôi đói quá, thì nó nghe nó không có thực tế, nó không có thực tế. Dạ, xin cả lớp chúng ta cùng đồng đóng góp và chia sẻ quan điểm ạ. Dạ, con xin hết. Nam mô Bụt Thầy Giá. Mỹ nghĩ sao về cái ý này của anh Lý? Mỹ Hà nghĩ sao Hà? Tức là khi anh Lý nói đó, khi mà mình không biết gì hết á, là mình tự động được xếp vô vào tà kiến, chứ không có dính gì đến ly tà hết. Chứ mình không có thể nghĩ là ồ, cái điều này á, là tôi thấy sai, nhưng mà tôi làm có nghĩa là ly tà. Tự gì phải phân tích cái chỗ này, tự vì hồi nãy giống như trong bài mình nói là khi mà mình làm chuyện gì mà mình có tà kiến á, thì cái nghiệp mình nó nặng nhất. Khi mà mình làm cái chuyện gì á, mà mình ly tà, tức có nghĩa là không có tà kiến hoặc là không có liên quan đến cái chuyện tà kiến chánh kiến á, thì mình làm nó không có tội bằng. Thành ra Nguyên Như nghĩ cái chỗ này nó cũng quan trọng đó. Nguyên Như thấy chỗ này quan trọng, thành ra lớp mình có thể discuss. Khi mà quý vị có đồng ý là khi mà mình không biết gì hết, có nghĩa là mình dốt đặt, mình vô minh và thuộc hạng nhất luôn, thì có nghĩa là mình làm gì cũng tà kiến. Quý vị có đồng ý như vậy với anh Lý không? Nguyên Như xin xuống bích, xin nhường lại cho Đạo Tràng nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sằng Cà Giá. Dạ, đây là cái sự suy nghĩ của mình là nếu mà mình nhìn qua cái khía cạnh, cái cường độ của cái sự ayu á, giống như là cái một người nói rằng là ăn cắp là it's okay, therefore họ cứng đầu cứng cổ, họ không có tin tưởng ai nói là ăn cắp là không okay, là đúng rồi, dạ cảm ơn, dạ hùa theo á, và họ rắn mắt vào cái sự suy nghĩ, và họ không có buông ra cái sự suy nghĩ đó là ăn cắp là ok. Thành ra cái sự cường độ nó làm cho cái quả của ăn cắp đó nó sẽ nặng hơn. Còn cái người mà si mê mà không hiểu biết gì hết trơn á, trời, không hiểu biết về cái sự ăn cắp là ok, hay là sự ăn cắp không phải là ok á, mà nếu mà họ, cái này mình ví dụ thôi nha, là nếu mà ví dụ như là có trường hợp, nếu mà mình có một người nào đó hướng dẫn cho họ nói là ăn cắp là không ok,
mà họ có thể buông bỏ, họ có thể nhìn qua khía cạnh đó mà họ từ một lời nói nhỏ nhẹ đó mà họ có thể có được cái chi kiến là ăn cắp là không ok, thành ra họ buông bỏ một cách dễ dàng. Còn cái người kia là cái cường độ của họ dính là họ tin tưởng là ăn cắp là is ok rồi. Vậy từ qua khía cạnh đó thì một người á là dễ buông bỏ cái chi kiến sai lầm, và một người không buông bỏ, khó mà buông bỏ cái chi kiến sai lầm và dính mắc vào cái tà kiến đó. Vậy thì qua khía cạnh đó thì mình nói là nếu mà người si mê mà không có hiểu về cái sự ăn cắp là không đúng đó, mà mình bỏ họ vào cái một group của cái người mà ăn cắp có tà kiến đó, thì cái đó thì hơi mình nghĩ rằng là nó không có được hợp lý. Dạ, mình xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mái, Nam Mô Sang Khai. Cái điều thứ nhất là cái người đang sống trong vô minh, không biết luật nhân quả, không biết nghiệp báo, không có nghĩa là lúc nào họ cũng đang hành pháp bất thiện. Tức là cho dù một đứa trẻ lên ba đó vẫn đang đói thì nó cũng ăn cắp cái bánh bao, chứ không có nghĩa là giây phút nào nó cũng hành cái chuyện ăn cắp, ăn trộm, hoặc là lừa đảo, hoặc là một cái gì đó. Thì hoặc là đó là một cái ý thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là, hoặc là chúng ta có thể hỏi ngược lại là nếu mà có phải khởi lên cái trạng phải khởi lên cái ý suy nghĩ ăn cắp là không tốt, nhưng mà vì kẹt quá thôi để chạy ăn cắp cái bánh bao chắc cũng không có hại đến ai, để rồi ăn cắp để mà rơi trong trạng thái ly tà, thì vậy thì chúng ta tự hỏi câu này là cái kẻ mà nó không biết gì hết mà làm gì nó có nghĩ tới cái chuyện mà ăn cắp là tốt hay không tốt. Và nếu như vậy mà như vậy thì cái người mà không biết gì hết nó ly tà được không vậy? Tức là nó đã không biết nhân quả, nó không biết nghiệp báo, nó đã không biết, nó không có một chút chánh kiến gì về Phật pháp, sự hiểu biết gì hết trơn, thì hình như là cái trạng thái mà sự suy nghĩ hoặc tới hành động nó đều hợp tà hết, chứ cái trường hợp mà ly tà rất là hiếm, ngoại trừ nó cũng đang kết hợp với là cả nhã mạng khi mà nó đang so đo, nó đang cống cao, là những cái trường hợp đó. Oxy là chuyện đương nhiên rồi đó quanh ơi, tại vì có si nó mới có nhân cho cả tham hoặc là sân, nhưng mà ở đây mình đang nói cái trường hợp tham hợp tà và ly tà, chứ không phải nói là cái gì mà nó ngoài cái bất thiện cả. Dạ, si là gốc là đúng rồi, nhưng mà ở đây đang nói chuyện hợp tà và ly tà. Dạ, yeah. Nhớ là hai cái vấn đề này nó mình đang chia sẻ về cái hai cái cạnh của trong tâm tham. Cái chuyện là suy là đã đành rồi, nó khỏi nói nữa. Tức là suy mà suy dốc đặt cắn mai không biết gì, chứ đừng nói mà đến cái chuyện mà tác ý suy nghĩ rằng ồ điều này là cái điều không nên mà tao vẫn có thể làm, hoặc là không nên, nói chung là không biết gì hết luôn đó. Mà không biết gì hết mới không có khởi lên cái suy nghĩ đó chứ. Có giống như là mình đi, mình có thọ giới mà kẹt quá rồi phải thò tay lấy một cái gì đó kêu là tiền trảm hậu tấu, nó cũng phạm giới đó, nhưng mà vì có sự hiểu biết cho nên nó có cái sự hậu tấu. Chứ còn nói chuyện như là cái ví dụ của Nguyên Như mà đưa ra một cái trẻ lên ba, nó không có khái niệm gì, nó có chuyện hợp tà và ly tà, chứ đừng nói tới cái chuyện mà nó phải có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà cái trạng thái tâm mà nó đưa lên, nó thúc đẩy đưa ra cái hành động mà thọ cái tay lấy cái đó là nó hoàn toàn nó là không biết gì rồi. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta đang cần phải chia sẻ là cái đó gọi là hợp tà hay là gọi là ly tà. Dạ, phải rõ cái khía cạnh đó. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, sa thú anh Lý. Kính thưa đạo tràng, Nguyên Như xin ôm lại cái chỗ này là hồi nãy giờ mình đang bàn với nhau đó, mình đang bàn bạc với nhau là cái chỗ này Nguyên Như xin nhắc lại là cái
Như xin đọc lại chỗ cái nốt ha. Khi mà chúng ta khởi lên một cái lòng ham muốn mà lúc đó chúng ta có một cái tư tưởng sai lầm, thí dụ như là khởi tâm tham lấy cắp đồ của người khác mà chúng ta cho là cái điều đó không có sai đó, thì đó chính là hợp tà. Hợp tà có nghĩa là mình tin vào cái chuyện mình làm chuyện theo cái điều trật thành trúng, có nghĩa là hợp tà rồi. Ăn cắp mà nói là không có sai là hợp tà. Khi mà mình ăn cắp một cái món đồ của người khác mà mình nghĩ trong tâm của mình á, mình biết cái điều đó sai mà mình vẫn làm thì gọi là ly tà. Có nghĩa là mình biết là mình biết cái điều đó sai, mình biết cái điều đó không trúng. Thì khi mà mình biết cái sự không trúng đó, trong tâm mình đã có ly tà. Nhưng mà ly tà ở đây không có nghĩa là điều đó đúng nha quý vị. Cái chỗ này là cái chỗ hơi lấn cấn nè. Cái trường hợp ly tà không có nghĩa là cái điều đó là chánh. Tức là cái người ly tà kiến không có nghĩa là người đó có chánh kiến, mà cái người đó chỉ là không có tà kiến mà thôi. Chứ cái không có tà kiến đó là tức không có mắc mới gì đến cái tà kiến, nó không có liên quan gì đến tà kiến, chứ không có nghĩa là cái người đó có chánh kiến nha quý vị. Rồi ba cái trường hợp mà thầy kinh đưa ra là ba cái trường hợp ly tà nè. Trường hợp thứ nhất, người đó không có tà kiến thì gọi là ly tà. Trường hợp của thứ hai là người đó ăn cắp mà biết ăn cắp là sai mà vẫn lấy, cái trường hợp đó là ly tà. Cái trường hợp thứ ba là những cái bình thường, giống như ham muốn bình thường, như mình ham ăn là mình ham ngủ nè, mình ham này ham kia, ham cái trong cái đời sống bình nhật của mình đó, nó cũng là ly tà đó. Bây giờ thành ra hồi nãy giờ khi mà càng phân tích càng sâu vô đó thì nó như thấy nó càng hơi rối. Giống như cái chỗ mà hồi nãy có Phật tử Nguyên Thanh nè, khi mà nói về cái việc mà em bé đó, với lại cái kỳ rồi mà Nguyên Như cho cái thí dụ mà một đứa bé ăn cơm, nó ăn cơm với muối hột thôi, nó có cái tâm xả, nó không có biết gì hết, thành ra nó có cái tâm tham thọ xả ly tà, nó không có vui, nó không buồn, mà nó ăn cơm đạm bạc, nó không có thấy gì ngon hết, nó ăn chỉ ăn bình thường thôi, mà nó tự vì cái việc nó ngồi nó ăn uống đó, thành ra thầy kinh xếp vô đó là cái trường hợp ly tà đó. Rồi Nguyên Như xin xuống mic nha, Nguyên Như nhường lại cho đạo tràng nha. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sangha. Dạ, nếu mà nhìn qua cái khía cạnh mà họ một người hợp tà là họ giữ cái kiến thức sai mà họ không chịu thay đổi, họ kêu bằng là họ cứng đầu về cái kiến thức đó mà họ không chịu thay đổi. Còn một người si không có biết về cái đó, không có nghĩa là cái đầu của họ nói là không, không có nghĩa là cái đầu của họ có kiến thức sai đó, mà chỉ tại họ không biết thôi. Vậy qua cái khía cạnh đó mà một khi mà họ biết cái đó là sai, họ buông được, vậy vậy cái đó là họ đâu có cái, họ đâu có là hợp tà. Thành ra qua khía cạnh đó thì mới nghĩ là người hợp tà là người có kiến thức sai mà không chịu thay đổi. Còn cái người si mà họ không có học về cái này trước đó đó mà họ làm, mà họ đi ăn cắp đó, thì họ là ly tà. Dạ. Dạ mấy xin mấy cạnh. Nam mô Bụt Đà giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư phụ pháp tính. Mừng quá hôm nay sư phụ chạy vô lớp. Dạ kính thưa sư phụ, tụi con đang bàn với nhau về cái chỗ mà ly tà đó sư phụ, không có hiểu cái chữ ly tà có nghĩa là gì. Tự vì trong trong đây thì tụi con học là ly tà là không có tà kiến, rồi ly tà là biết sai mà vẫn làm, rồi ly tà đó là một cái giống như cái tham bình thường thôi. Là ly tà, có thể sư phụ giảng cho lớp một chút xíu này để tụi con rõ hơn không sư phụ? Dạ con xin nhân mic lại cho sư phụ phát tính ạ. Xà thú lần thai, kính lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Cái laptop của chúng tôi mấy hôm nay nó bị hư. Rồi bây giờ người ta mới vừa sửa xong dùm người ta giao, thành ra chúng tôi đi vào coi nghe được hay không.
Bây giờ đâu có biết vào ở trong cái room nào, thành ra mới vào ở trong cái room này. Dạ, quý vị nghe rõ, hồi nãy chúng tôi cũng đang nghe quý vị Phật tử Cao Vinh hả? Cao Vinh với Panya Grassi hả? Chúng tôi cũng đang nghe về thảo luận về Lita với Hợp Tà. Thì đối với cái tham mà nó ly tà đó, là có nghĩa là mình hiểu nó đơn giản là nó không có liên hệ tới tà kiến. Mà hãy mà liên hệ tới tà kiến là như thế nào? Có nghĩa là cái chuyện đó mà nó cốt lõi á, mình cho nó là không cốt lõi. Hoặc là nó sai mà mình cho nó là đúng. Thành ra trong cái trường hợp đó nó gọi là tà kiến. Ví dụ như bây giờ mình ăn cắp, mình ăn cắp. Thí dụ như bây giờ mà mình thấy rằng những cái ngày lễ hội đó, có những người ta vô chùa, người ta nói là vô chùa lấy lộc. Thí dụ như hồi lúc trước ở trong trước phòng của chúng tôi đó, là người ta Phật tử người ta có cúng dường mấy cái chậu lan treo ở trên đó. Rồi 30 mùng 1 Tết là coi như là những người ta đi chùa là vô là thắp nhang, rồi không biết là người ta làm cái gì trong đó, xong rồi lát là người ta ra người ta rinh luôn cái chậu lan của chúng tôi rồi. Thì khi mà được biết mà được hỏi lại đó, thì người ta nói rằng đó là như là người ta lấy cái lọc đầu năm đó. Thì trong cái trường hợp đó, đó mình sai mà mình nghĩ là mình đúng, mà mình sai mình nghĩ là mình đúng, thì cái trường hợp đó nó liên hệ với tà kiến. Rồi có những lần á, là quý vị biết rằng thí dụ như ở chùa chưng cúng những cái mâm trái cây, những cái dĩa trái cây, có những cái anh thanh niên á, ảnh vào trong chùa đó, rồi ảnh thấy không có ai, rồi ảnh lại lại Phật mấy lại, xong rồi ảnh bưng luôn cái dĩa trái cây nó đi luôn đó. Thì khi mà chúng tôi hỏi á, thì hỏi tại sao mà anh lấy như vậy á, thì người ta nói rằng con có xin rồi, hỏi xin ai? Nói xin Đức Phật, xin ông Phật. Nó trời đâu có được. Nó thì tóm lại đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là cái mình định nghĩa ngay chỗ cái chữ tà kiến, mình định nghĩa ngay chỗ cái chữ tà kiến, thì cái sai á, mà mình thấy đúng, mà cái đúng á, thì mình lại thấy sai. Trong cái trường hợp đó mình vướng vào tà kiến. Vậy thì nếu mà mình như những người đó, người ta trộm cắp, người ta lấy đồ, ví dụ như người ta lấy những cái bông hoa, cây kiển đồ này kia, mà người ta nghĩ rằng là đầu năm mà lấy lộc đó, thì người ta nghĩ rằng là trong cái trường hợp đó là đúng, là nó hên, chứ nó không phải là chứ không phải là mang tội. Thì trong cái đó nó sai mà mình thấy đúng, thì trong cái trường hợp đó là tâm tham hợp tà, tâm tham mà hợp tà. Rồi còn bây giờ thì đối với những cái trường hợp thí dụ như là tham mà ly tà đi, tham mà ly tà đi, thí dụ như giờ có nhiều người, người ta do cái cơ thể như thế nào đó, người ta cảm thấy người ta mệt mệt, người ta đừ đừ, rồi người ta ham ngủ. Mình nói là ham ngủ, nhưng mà thật sự ra trong cái ngủ đó mình tham không, quý vị? Tham chứ. Mình coi như là giờ mình nghĩ đến một cái phòng chăn im niệm ấm, rồi có máy lạnh, rồi có chút hương thơm đồ này kia, mình nghĩ ngủ nghỉ như vậy á, thì nó sẽ khỏe người đó. Thì trong cái trường hợp đó đó, nó là tham mà nó tham ly tà đó. Vậy thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị chỉ cần mà định nghĩa ngay chỗ cái tà kiến thôi, định nghĩa cái chỗ tà kiến thôi. Cái trường hợp mà đúng á, mình cho là sai, sai mình cho là đúng đó. Thì những cái trường hợp nào, những cái thân khẩu ý của chúng ta mà chúng ta làm một cái chuyện gì đó mà chúng ta rơi vào cái sai mà mình nghĩ đúng, đúng mà mình nghĩ sai á, thì trong cái trường hợp đó gọi là hợp với tà kiến. Còn đối với những cái trường hợp mà mình không có xác định, mình không có xác định về cái sự sai đúng, có nghĩa là mình kiểm tra lại ở trong tâm của mình, mình thấy rằng là mình không có liên hệ đến cái tà kiến. Ví dụ như hỏi sao sáng nay, ví dụ như chúng tôi hỏi mấy vị sư nhỏ hơn chúng tôi, tại sao sáng nay mấy sư không có dậy sớm,
để mà công phu để làm cái này làm cái kia. Thì cái vị đó trả lời là, bạch Đại Đức, hồi tối này con thức khuya quá, thành ra con đi ngủ trễ, thành ra sáng con còn mê ngủ, thành ra con không có dậy nổi. Thì trong cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng là nó không có liên hệ đến tà kiến ở trong đó. Cái vị đó là người ta biết rằng là do người ta mệt quá, hoặc là đối với những cái trường hợp khác cũng vậy. Chúng ta thích ăn cái món ngon đó, chúng ta cảm thấy rằng mình có tiền, đồng tiền này của mình hợp pháp, mình sẽ đi mua bánh pizza gì mình ăn, mình có hợp pháp, mình thèm mình ăn. Thì trong cái trường hợp đó nó cũng là tham, quý vị đó. Còn thí dụ như bây giờ mình có những người ta nói rằng thôi hôm nay gia đình mình gặp mặt nhau rồi, thôi là mình bắt con gà, mình làm thịt, mình nấu cháo rồi mình ăn đi, rồi lâu lâu nghỉ tu một bữa không có tội, lâu lâu ăn một bữa không có tội, đồ này kia đó. Thì trong cái trường hợp đó thì nó tham mà nó hợp tà, nó thể hiện qua thân khẩu ý của chúng ta luôn đó, nó thể hiện qua thân khẩu ý để mà tạo nghiệp đó. Trong cái trường hợp này đó, quý vị cần phải nhận định lại cái trường hợp nào mà tà kiến, là chúng ta sẽ tìm ra được những cái hành động ở trong ngày của chúng ta, là chúng ta biết là chúng ta có tà kiến hay là không có tà kiến. Và sai nghĩ đúng, sai nghĩ đúng giống như làm sai mà không biết làm sai đó. Thì những người ta cứ vô trong chùa, người ta cứ là đầu năm là vô bẻ cây, bẻ bông, bẻ hoa, người ta nghĩ rằng cái lộc đó, thì người ta sai mà người ta nghĩ đúng, rồi người ta cũng làm luôn. Làm sai mà không biết mình làm sai, thì trong cái trường hợp đó nó hợp tà, nó hợp với tà kiến. Mà cái trường hợp này ấy, quý vị biết nó cho quả rất là nặng nha. Mà nó cho quả rất là nặng nha. Thí dụ như đối với mình á, mình biết mình sai, nhưng mà vì một cái trường hợp gì đó, thí dụ như có những cái bài thuốc á, người ta phải đem cái con trùng hổ gì đó, trùng hổ, rắn hổ gì đó, chúng tôi không nhớ, nó phải pha với những cái vị thuốc bắc đồ này kia. Mà giờ hỏi một cái người mẹ của mình á, một cái người mẹ của mình nó bị bệnh đi, mà cần phải dùng cái thuốc đó như vậy, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Một cái bậc ân nhân của chúng ta đó, thì những cái trường hợp đó đó, thì mình nghĩ rằng là cứu người là không có tội, thì trong cái trường hợp đó là nó rơi vào tà kiến. Mà còn mà mình nghĩ thôi giờ tội cũng phải chịu thôi, chứ sao giờ mẹ mình hoặc là ba mình, giờ mình phải chịu thôi đó, thì giờ mình phải chịu gánh cái tội đó thôi đó. Thì trong cái trường hợp đó nó cũng rơi vào cái tà kiến, quý vị, nó cũng rơi vào cái tà kiến, nhưng mà cái tội nó nhẹ hơn. Còn cái người mà người ta rơi vào cái sai lầm, cái tà kiến mà người ta lại bác bỏ luôn, người ta nghĩ rằng là không có tội, thành ra người ta làm với một cái tâm vô trợ, là một cái tâm mạnh dạng, tâm tham hợp tà kiến mà vô trợ nữa, thành ra nó cho quả nó nặng hơn đó. Mà bây giờ xin gỡ mít lời đạo tràng nha. Dạ con kính tri ân sư phụ. Dạ bạch sư phụ, như vậy á, nếu mà một cái thằng bé nó chỉ có 3 tuổi thôi, nó vô nó ăn cắp cái bánh bao nó ăn, thì trong cái tâm đó nó làm sao mà nó biết là cái này đúng hay cái này sai? Thì nếu mà như vậy á, thì mình có thể nói nó là cái hộp, bây giờ đừng nói bánh bao là ăn bình thường đi, con nói là nó ăn cắp cái đồng hồ của ai đi, nó chỉ có 3 tuổi, nó thích thì nó lấy nó bỏ vô túi. Như vậy là sư phụ sẽ xếp nó vô là cái hợp tà hay ly tà, sư phụ? Rồi cũng như cái trường hợp như vậy mà cái người này là 40 tuổi mà họ cũng không có chánh kiến hay tà kiến, họ không biết gì hết mà họ vẫn thích ăn cắp, thì như vậy họ không biết thì mình có thể xếp họ vô là hợp tà hay ly tà, sư phụ? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con nít 3 tuổi mà nó đi ăn cắp cái đồng hồ hay là cái bánh bao gì cũng vậy, thì trong cái hành động ăn cắp của nó đó, nếu mà nó nghĩ là
ăn cắp á, là không có tội, thì nó coi như là nó cũng học với tà kiến. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là nhỏ mà không học với tà kiến, có nghĩa là lúc đó ở trong tâm thức của nó nghĩ rằng thí dụ như là mình dưới tuổi vị thành niên rồi này kia đó, thì là nó không không có tội, là cái đó nó không đúng đó. Tại vì mình phải nghĩ rằng ở trong lúc đó mình phải xét ở trong cái lộ trình tâm, cái lộ trình tâm của cái chúng sanh đó đó, người ta nghĩ như thế nào đó, thì trong cái trường hợp mà của đứa con nít là có trường hợp nó rơi vào tà kiến, có trường hợp mà nó không rơi vào tà kiến. Ví dụ giờ nó thấy mấy đứa nhỏ kia cũng lấy, ví dụ ngày xưa mà quý vị thấy mình còn nhỏ đó, là mình cũng đi hái trứng cá rồi đó, hái trứng cá rồi của người ta đó, thì có những cái trường hợp mà mình thấy mấy đứa ở xóm, mấy người lớn người ta hái rồi mình cũng hái theo thôi đó. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì mình chỉ là tham mà nó không có hợp với tà kiến đó. Còn đối với cái người lớn cũng vậy, bây giờ cái người lớn mà người ta vì cái sự đói quá, quý vị thấy có ở Việt Nam nó có nhiều cái trường hợp đó, mà quý vị thấy có những người rất là tội nghiệp, chỉ có đi lấy giựt có mấy ổ bánh mì thôi, cũng như là những cái tài sản nó trị giá đáng chừng một cái bữa ăn sáng hoặc một cái bữa ăn trưa thôi đó. Thì trong đó người ta cũng bị ở tù, rất là tội nghiệp. Thì chúng tôi muốn nói về những cái điều này là như thế nào. Tuy rằng cái người đó lớn thiệt, nhưng mà nếu mà người ta do đói quá hoặc là do cái cũng như thèm quá mà người ta canh mình sơ hở, người ta lấy cái món đồ ăn đó hoặc là cái đồng tiền đó này kia, thì trong cái trường hợp đó là nó tham mà dẫn đến trộm cắp, thì trong cái trường hợp này nó không có hợp với tà kiến. Mà bây giờ thí dụ như người đó người ta nghĩ rằng là lấy của người giàu đem chia cho người nghèo, hoặc là do ông này ông giàu quá mình ăn cắp của ông mình không có mang tội, thì trong cái trường hợp này nó rơi vào tham hợp với tà kiến, nó rơi vào tham hợp với tà kiến liền đó. Thành ra đó, chính cái chỗ học này mà quý vị thấy nhiều khi ngày xưa mình coi trong phim Tàu, người ta nói quân tử Tàu rồi này kia, góp của người giàu rồi chia cho người nghèo rồi nó không có mang tội. Thật ra nếu như vậy đó, trong cái trường hợp đó là cái người đó là mình chịu, mình nó đâu có chịu. Tôi giàu là do đâu? Là quý vị mà giàu là do đâu? Do mình siêng năng, hoặc là đời cha đời mẹ mình để lại cho mình tài sản, mà đời cha đời mẹ mình cũng phải làm lụng, nói chung là làm việc chơn chánh hoặc là không chơn chánh vân vân, thì mới có tài sản để lại. Thành ra làm sao mà tự nhiên là nói lấy tiền của người giàu mà chia cho người nghèo mà không có bị phạm tội, thì thành ra cái trường hợp đó nó cũng lọt vào tà kiến, nó cũng rơi vào tà kiến. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này á, thì dù cho ở trong cái độ tuổi nào cũng vậy, mà nếu mà cái trường hợp đó mà có tội mà mình nghĩ rằng là không có tội thì nó sẽ rơi vào tà kiến đó. Đó là cái ý chúng tôi chia sẻ qua cái câu hỏi của Phật tử Nguyên Như đã nêu đó. Xà thú, cha con kính tri ân sư phụ. Hay quá phải không quý vị? Nhiều khi mình nghĩ tâm tham nó không có gì mà phân chia sẻ ra nói hoài không hết. Dạ, Nguyên Như xin mời bàn tay của Nguyên Trang. Dạ. Nam mô Bổn Thầy, và con kính lãnh lễ sư Pháp Tính, và con kính lãnh lễ quý sư và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính sư, thì ở trong đây á sư, khi mà mình nói về nãy giờ con nghe sư giảng về cái tâm tâm tham mà ly tà đó sư, thì con nghĩ là nhiều khi mình nghĩ nó phức tạp quá nên nó hơi bị rối đúng không sư? Tại vì khi mà một cái tâm tham giống như là bây giờ mình thích ăn một cái gì đó đi, thì những cái tâm tham đó là cũng như là nó rớt vào, nó vào cái là ly tà rồi. Tại vì mình thích ăn cái món đó, đâu có phải là hợp tà hay cái gì, thì đó là ly tà. Cũng như hồi nãy đứa con nít như là Nguyên Như ví dụ, nhưng mà có nhiều đứa thí dụ nó chỉ lấy cái món đồ đó, nó không biết là nó lấy là ăn cắp, mà nó lấy nó chơi thôi, nó vô tình nó lấy nó chơi. Thì cái đó
chỉ là ly tà thôi, đúng không sư? Dạ, tại vì con nghĩ là hợp tà thì có nghĩa là ở đây là khi mà cái việc đó là sai mà người ta không biết, người ta cứ làm thì cái đó là hợp tà. Dạ, dạ con chỉ muốn confirm lại, tại vì con thấy nhiều khi mình đem những cái ví dụ mà nó rắc rối quá đó, rồi tự mình bị rối luôn à. Dạ, nhưng mà nãy giờ con nghe sư giảng thì con, dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ con xin xin hết ạ. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú sư pháp tính. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. À, và Nguyên Như xin kính. Angang radhang tu sabba devata sabba buddha nuphave nasada sothi phavang tu te phavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba dhamma nuphave nasada sothi phavang tu te phavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba sankha nuphave nasada sothi và văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Ya de wa ta san quy ti ha ra wa si ni thu be ka re po ti ta re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ro te ta wi ha ra man da le te ra cha mat Janawaka na pitka wo sara mikada na pati upaksaka gama cha desa ni gama cha itsara sappa na puta sukita pawantu te chala pucha ye picha anda sampawa sanse dachata atawo papatika Niyani kam thamma warang patit chate sabbe bidukha karonta sankhayang Thatu chirang satang thammo thamma thathata pukkala Sankho ho tu samakko wa atthaya ahitaya at amhe Rakhatu satthammo Sambe bi thamma cha vino Vun thin sambha put neya ma thamma riya pa Wa de di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện đây là đạo quả niết bàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp tính và đã đến với đạo tràng và đã giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn về học tà và ly tà. Và con kính tri ân sư rất nhiều và kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng và tham gia với chúng con học nhóm ngày hôm nay. Và con kính mong quý cô chú đạo hữu sẽ trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và ngày mai sẽ là giờ giảng của sư pháp tính. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng và chính kính chúc đạo tràng có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ kính tạm biệt đạo tràng.